chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 12 giờ trưa của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin ngày 7 tháng 5 năm 2023 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Quốc hội chia sẻ về bệnh sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ. Kỷ niệm 69 năm chiến dịch Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Kháng nghị, đề nghị xử nghiêm đối với 18 trên 46 bị cáo trong sới bạc khủng. Thanh Hóa ghi nhận nắng nóng kỷ lục 44,1 độ C, cao nhất từ trước đến nay. Mỹ Hàn sắp tổ chức tập trận bắn đạn thật lớn nhất từ trước đến nay. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Hôm qua mùng 6 tháng 5 tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Ngô Quyền trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ ý kiến của cử tri về bệnh sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ tại buổi làm việc. Theo đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, nói là sợ trách nhiệm thì cũng đúng, nhưng đúng ra là thiếu trách nhiệm. Chúng ta yêu cầu làm đúng chức trách, nhiệm vụ theo quy định pháp luật. Đã, nhưng cũng chưa làm, không làm thì phải gọi đó là thiếu trách nhiệm. Nói nặng hơn là vô trách nhiệm, chưa nói đến việc dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn, tìm tòi sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin, hiện nay Trung ương đang yêu cầu các cơ quan rà soát, đánh giá kỹ lưỡng nguyên nhân chủ quan là gì, khách quan là gì, yếu tố trong nước thế nào, yếu tố tác động từ bên ngoài thế nào, từ đó mới tìm ra lời giải được. Hôm nay, ngày 7 tháng 5 năm 2023, kỷ niệm 69 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, trận đánh đã đi vào lịch sử của chiến tranh thế giới, dựng nên mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử dân tộc, đồng thời làm chấn động địa cầu, tác động mạnh đến phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã khẳng định đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, chiến thắng lừng lẫy này cũng đã nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn hội nghị cùng ký Hiệp định Geneva chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược từ năm 1945 đến năm 1954 ở Đông Dương, miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng. Hiệp định Geneva đã tạo được cục diện mới, tạo được tiền đề và cơ sở pháp lý rất quan trọng để dân tộc ta tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1954 đến năm 1975. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm đối với 18 trên 46 bị cáo trong vụ sới bạc quy mô khủng ở quận 6 do bị cáo Nguyễn Minh Thành cầm đầu. Theo kháng nghị, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm, tăng nặng hình phạt đối với 14 bị cáo tội tổ chức đánh bạc, tăng mức hình phạt tù có thời hạn, không cho hưởng án treo đối với 4 bị cáo tội đánh bạc. Bản án trước đó tòa chỉ xử phạt các bị cáo từ 2 năm 7 tháng tù đến 7 năm tù. Viện Kiểm sát Nhân dân cho là chưa tương xứng, không có tác dụng răn đe phòng ngừa chung. Theo hồ sơ vụ án, chiều 25 tháng 9 năm 2020, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện bắt quả tang hai nhóm người đang tham gia lắc tài xỉu và đá gà ăn tiền tại bãi đất trống ven đại lộ Võ Văn Kiệt, quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm 1 do Nguyễn Minh Thành đứng ra tổ chức, quản lý và điều hành sòng bạc, vật chứng thu giữ trên chiếu bạc 147 triệu đồng. Nhóm 2 do Lê Văn Khấn đứng ra tổ chức sòng bạc, lắc tài xỉu, thu giữ trên chiếu bạc hơn 118 triệu đồng. Bên cạnh đó, Thành còn thuê các bị cáo khác đứng ra làm trọng tài, biện gà, bán gà, thu tiền sâu, chở con bạc từ bến xe ở quận 6 đến sòng bạc. Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, tại trạm đo Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, nhiệt độ lúc 16 giờ hôm qua ngày 6 tháng 5 là 43,8 độ C và cao nhất trong ngày trên 44,1 độ C. Nhiệt độ này đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ cao nhất 43,4 độ C. Quan trắc được tại trạm Hương Khê, Hà Tĩnh ngày 20 tháng 4 năm 2019. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa 6 tháng 5, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 37 đến 40 độ C. Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, nguyên nhân của đợt nắng nóng này là do hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây cộng thêm tác động của hiệu ứng gió phơn khô nóng. Ngày 6 tháng 5 là ngày nắng nóng gay gắt đỉnh điểm của đợt nắng nóng diện rộng này. Cũng liên quan đến nắng nóng thời gian vừa qua, hôm qua mùng 6 tháng 5, công viên nước Hồ Tây đón khoảng 2.500 lượt khách tới tắm giải nhiệt. Khu vực bể bơi tạo sóng lúc nào cũng kín người.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là ngày có mức nhiệt cao nhất trong đợt nắng nóng này ở Bắc và Trung Bộ. Nhiệt độ đo được tại Hà Nội trưa ngày 6 tháng 5 là khoảng 40 độ C. Tuy nhiên, do hiệu ứng đô thị, nhiệt độ thực tế ngoài trời cao hơn rất nhiều, có thể chạm ngưỡng 60 độ C. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia biến đổi khí hậu và giảm thiểu thiên tai, cũng ghi nhận nhiệt độ được đo bởi hệ thống PAMEA. Thời gian thực vào lúc 15 giờ ngày 5 tháng 5 tại các tỉnh thành có nền nhiệt cao gồm Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật. Tối qua ngày 6 tháng 5, thông tin từ Công an thành phố Giang Nghĩa, Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 7 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Được biết, những đối tượng này đã tự thành lập các công ty Hồng Phúc, Bảo Phong, Việt Nhật, không đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật. Sau đó, giả danh là đang liên kết với một số bệnh viện có uy tín để tiếp cận và giới thiệu chương trình tặng thực phẩm chức năng cho bệnh nhân và chỉ phải đóng phí vận chuyển. Số tiền này có giá trị gần bằng với giá trị của sản phẩm được tặng. Với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 3.000 người dân trên địa bàn toàn quốc, chủ yếu là người lớn tuổi, có tiền sử mắc một số bệnh xương khớp, bệnh tiểu đường, với số tiền chiếm đoạt khoảng 25 tỷ đồng. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Dương cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa có quyết định xử phạt đối với công ty cổ phần Sao Mai Sài Gòn số tiền gần 900 triệu đồng. Lý do công ty này bị xử phạt vì đã bán xăng có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn tương ứng. Cụ thể, đội quản lý thị trường số 5 phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra đột xuất cây xăng của công ty cổ phần Sao Mai Sài Gòn gần ga Sóng Thần thuộc phường An Bình, thành phố Dĩ An. Sau đó phát hiện mẫu xăng RON 953 của công ty cổ phần Sao Mai Sài Gòn có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn tương ứng. Ủy ban Nhân dân xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình cho biết trên địa bàn vừa có hai người đuối nước tử vong trong quá trình tắm biển. Hai người này gồm Đồng Gia Hát, tên viết tắt 16 tuổi, trú tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, và Nguyễn Nam L, tên viết tắt 25 tuổi, trú tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 6 tháng 5, Hát và L trong lúc tắm biển tại bãi biển Cảnh Dương thì không may bị nước biển cuốn trôi. Sau khi phát hiện sự việc, nhiều người dân đã khẩn trương tìm kiếm và thông báo cho chính quyền địa phương, lực lượng y tế đến hỗ trợ. Công an thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Nguyễn Lê Thành Duy, 42 tuổi, ngụ thành phố Cao Lãnh, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, Duy có quan hệ tình cảm với chị Dê, tên viết tắt, đã có gia đình. Trong quá trình hẹn hò nhau, Duy đã quay lại hình ảnh ân ái của cả hai. Sự việc sau đó bị chồng chị Dê là anh Tê, tên viết tắt, phát hiện và ngăn cấm việc qua lại của cả hai. Từ tháng 3 đến tháng 5, Duy nhiều lần điện thoại đe dọa anh Tê đưa tiền, nếu không sẽ đăng các đoạn clip nhạy cảm lên mạng xã hội. Đến ngày 4 tháng 5, Duy tiếp tục tống tiền anh Tê, nên anh này đã đi trình báo công an. Sáng nay ngày 7 tháng 5, tại trung tâm huyện Ea Súp đã xảy ra vụ cháy lớn, làm hư hỏng thiệt hại nhiều tài sản, hàng hóa của tiểu thương. Thông tin ban đầu, người dân phát hiện lửa cháy lớn bùng lên từ khu vực bên phải chợ lồng và sau đó nhanh chóng lan nhanh sang khu vực tập trung nhiều các sạp bán quần áo, vải, hàng tiêu dùng. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện, ban chỉ huy quân sự huyện Ea Súp cùng các cơ quan chức năng địa phương và người dân triển khai các biện pháp ứng cứu ban đầu và dập lửa. Ước tính ban đầu, thiệt hại do vụ cháy gây ra lên đến hàng chục tỷ đồng. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 12 giờ trưa nay, ngày 7 tháng 5. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, quân đội Mỹ và Hàn Quốc dự kiến sẽ cùng tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quan hệ Liên minh Mỹ-Hàn và 75 năm ngày thành lập quân đội Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết thêm, đây sẽ là cuộc tập trận Mỹ-Hàn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Theo đó, trong đợt tập trận này, quân đội Mỹ và Hàn dự kiến sẽ tổ chức 5 cuộc tập trận với quy mô lớn từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6 tại trường huấn luyện Sơn Trin ở thành phố Pochon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Cuộc tập trận lần này dự kiến sẽ có sự tham gia của các loại vũ khí tiên tiến trong quân đội hai bên, trong đó có tiêm kích F-35A, trực thăng tấn công AH-64 Apache, xe tăng chiến đấu chủ lực nội địa thế hệ mới K-2 và bệ phóng tên lửa Chunmu. Sáng nay ngày 7 tháng 5, cảnh sát bang Texas, Mỹ đã triển khai lực lượng ứng phó một vụ xả súng tại trung tâm thương mại Allen Premium Outlets trong thành phố Allen thuộc hạt Collins. Giới chức bang Texas xác nhận ít nhất 9 người thiệt mạng trong vụ xả súng, 7 người đang được cấp cứu tại bệnh viện. Một nhóm y tế tại khu vực Dallas
gần thành phố Allen cho biết họ đã tiếp nhận một số nạn nhân là trẻ em, trong đó có một em bé 5 tuổi. Ông Brian Harvey, cảnh sát trưởng thành phố Allen cho biết nghi phạm bị cảnh sát bắn hạ sau khi bắt đầu nổ súng bên ngoài trung tâm thương mại. Cảnh sát cho rằng tay súng hành động đơn độc trong vụ tấn công và đang điều tra động cơ xả súng. Hình ảnh do truyền thông địa phương đăng tải cho thấy cảnh sát hối hả sơ tán dân thường, phong tỏa khu vực bằng xe tuần tra và điều xe cấp cứu đến gần lối ra vào khu trung tâm thương mại. Michel Sabino, phát ngôn viên của lực lượng phòng chống tội phạm mạng thuộc lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines, hôm qua mùng 6 tháng 5, cho biết cảnh sát đã giải cứu những người này khi đột kích một cụm tòa nhà ở thành phố Mabalacat gần thủ đô Manila vào ngày 4 tháng 5. Theo phát ngôn viên này, các nạn nhân chủ yếu đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Philippines và Indonesia. Nhưng không công bố cụ thể, họ bị những kẻ buôn người tịch thu hộ chiếu, bị giam lỏng và ép phải làm việc 18 tiếng một ngày, thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến. Tình trạng lừa đảo trực tuyến trong khu vực gần đây gia tăng khiến giới chức các nước phải báo động về nạn buôn người, ép buộc thực hiện các hành vi lừa đảo. Philippines những năm qua đã nỗ lực đối phó với tình trạng các sòng bạc trực tuyến sử dụng nhân lực nước ngoài bị buôn bán vào nước này để thực hiện hành vi lừa đảo trên mạng. Tờ South China Morning Post vừa đưa tin về một khảo sát đã kết luận rằng hơn 60% thanh niên ở Trung Quốc cảm thấy khó khăn và lúng túng trong việc giao tiếp với người khác. Cụ thể, cuộc khảo sát cho thấy có 27% số người tham gia phỏng vấn cho biết họ gặp vấn đề với các hoạt động xã hội ngoại tuyến. 17% cho biết cảm thấy thách thức khi giao tiếp xã hội trực tuyến, trong khi 20% cho biết cả tương tác trực tuyến và ngoại tuyến đều khó khăn đối với họ. Chỉ 30% cho biết họ không gặp khó khăn trong việc giao tiếp xã hội và báo cáo không cho biết 7% còn lại nói gì. Cuộc khảo sát cũng cho thấy 40% những người được hỏi cố gắng tránh giao tiếp xã hội, 30% thì không, trong khi 30% còn lại cho biết điều đó phụ thuộc vào tình huống lúc đó. Bà Loan Kiện, giáo sư tâm lý xã hội tại Đại học Nankai Trung Quốc nói rằng giao tiếp trực tuyến qua mạng xã hội đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của thế hệ trẻ hiện nay. Vì vậy, họ không có mong muốn tiếp xúc với cuộc sống thực. Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo rằng các mối quan hệ trực tuyến yếu và ảo hơn rất nhiều so với các liên hệ cá nhân trong đời thực. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 12 giờ trưa ngày 7 tháng 5. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!